Câu chuyện phụ huynh và học sinh đang vừa mừng vừa lo, còn các trường cũng vừa mừng vừa lo lại vừa lúng túng, chính là câu chuyện cấm thi vào lớp 6 trong thời gian vừa qua. Người Việt Nam ta thì phải khẳng định là vốn hiếu học và luôn có xu hướng là nơi nào mà tốt, nơi nào mà dạy hay thì phụ huynh học sinh sẽ đưa con em của mình vào đó. Điều này đã làm cho không ít các trường trung học cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo tốt trở thành những điểm ký gửi niềm tin cho các phụ huynh hiện nay. Vâng, chỉ tiêu thì ít mà số lượng đăng ký thì lại rất đông. Có rất nhiều em học sinh thì đã thi đua mà thậm chí là ganh đua nhau để học hành, để có thể ở trong một cái môi trường học tốt. Phải chăng đây là một cái nguyên nhân đã gây nên rất nhiều áp lực cho các em học sinh đến việc học hành của các em ạ? Mới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra chỉ thị là cấm thi vào lớp 6 đối với bậc trung học cơ sở, và chỉ thị này đã khiến cho không ít phụ huynh vừa mừng vừa lo, trong khi các trường thì vốn có một cái lượng hồ sơ đăng ký vào rất là lớn đang phải lúng túng hơn nữa. Vâng, và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Gia đình chị Đỗ Thị Thanh Loan có con chuẩn bị bước vào lớp 6. Để vào được trung học cơ sở Lương Thế Vinh, cháu Dương con chị đã phải ôn luyện khá vất vả, thậm chí ròng rã học thêm cả năm qua. Trước thông tin cấm thi vào lớp 6, chị Loan vừa mừng vừa lo. Mừng là vì các cháu đỡ cái áp lực học tập. Nay ôn thi ở chỗ này, mai ôn thi chỗ khác. Lo thế nào? Lo là mua hồ sơ ở trường nọ, trường kia để cho cháu có cơ hội để chọn được những cái trường mà phù hợp để học tập. Sợ rằng là khi mà đưa ra các cái tiêu chí thì nó lại thổi bùng lên cái gọi là mặt trái của nó, cái tiêu cực của nó. 4.000 hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 với chỉ 600 chỉ tiêu vào học như mọi năm. Quyết định của Bộ Giáo dục khiến cho không ít trường được cho là trường điểm, trong đó có trường Trung học Phổ thông Dân lập Lương Thế Vinh, cảm thấy lúng túng. Tuyệt đại bộ phận lao động phải thi, mà chỉ có một số trường rất ít có cái đặc thù phải thi, mà bộ phải ra một cái chỉ thị, nó gây ra một sự xáo động rất lớn. Mọi người vì không am hiểu nhiều mà thì cứ tưởng như là trước kia là thi, mà bây giờ là bỏ thi thì gây go lắm. Phạm vi điều chỉnh của cái chỉ thị này thực ra thì chỉ nằm trong mấy trường đấy thôi. Quy định giáo dục bậc trung học cơ sở theo tuyến, tức là học sinh ở trên địa bàn nào thì sẽ theo học trường trung học cơ sở trên địa bàn đấy. Việc thi tuyển vào lớp 6 là không có. Tuy nhiên, ở một số trường điểm có cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục tốt, việc phụ huynh có nhu cầu đưa con vào học là điều không thể tránh khỏi và không thể ngăn cấm. Cung là ít hơn cầu, người ta muốn vào nhiều mà mình cũng đáp ứng được, thì kiểu gì cũng phải thi tuyển. Cái chuyện đó là tốt nhất, công bằng nhất, rõ ràng nhất, minh bạch nhất, đúng không ạ? Mà hiệu quả nhất, không có cái gì hơn cái quyền thi tuyển hết cả. Cái đừng lấy là vì nó thi tuyển nặng nề mà chúng ta lại hy sinh mất cái sự công bằng, cái sự chính xác, thì để mà lựa chọn một cái kết quả nó không tốt. Vấn nạn dạy thêm, học thêm là cái mà xã hội đang quyết tâm để dẹp đi, và cũng là lý do cho chỉ thị cấm thi vào lớp 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, liệu rằng nguyên nhân của vấn nạn này có thực sự xuất phát từ việc thi tuyển vào lớp 6 của một số trường điểm? Nào. Bộ đã đưa ra nhiều cái cách làm để mà có thể dẹp được cái vấn đề là học thêm dạy thêm. Đặc biệt là ngay ở từ cấp 1, thì tôi thấy những cái biện pháp của Bộ xin nói thật là không hiệu quả. Giảm cái chương trình học, giảm tải mới là cái biện pháp ngăn ngừa được cái học thêm. Ta ở bậc phổ cập giáo dục thì chủ yếu là theo tuyến địa phương. Còn các cái trường, nhưng mà đồng thời cũng để các vị phụ huynh được chọn trường cho con em mình được tự do. Nhưng mà trường nào có nhiều em muốn vào học thì họ phải có cách lựa chọn, ví dụ theo sự phát triển trí tuệ của các em chẳng hạn. Những biện pháp như phát giới hạn hồ sơ xin học, xét tuyển dựa trên học bạ hay kết quả thi tiếng Anh, thi trí tuệ cũng đã được tính đến. Nhưng không phải cái nào cũng khả thi và minh bạch. Cho đến giờ, một số trường điểm và trường dân lập vẫn khá lúng túng, chờ chỉ thị hướng dẫn từ Bộ Giáo dục.